Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng đóng cửa chống tham nhũng, quan giàu lên dân nghèo sơ sát. Quốc hội Việt Nam đã dành nhiều thời gian vào hôm 26 tháng 10 năm 2020 để bàn giải pháp đẩy mạnh phòng chống tham nhũng. Cổng thông tin điện tử của Quốc hội Việt Nam đã cho biết như vậy. Các đại biểu đã nêu ra các biện pháp từ triển khai thêm hạ tầng công nghệ thông tin trong dịch vụ hành chính công, tăng công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm công, cho đến nâng cao đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, theo bản tin của trang quốc hội.vn. Tuy nhiên, một cựu quan chức thuộc Quốc hội, ông Trần Quốc Thuận đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng trong điều kiện chính trị của Việt Nam, mấu chốt của vấn đề là cần có ứng cử, bầu cử tự do trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền. Đây là hình ảnh Quốc hội Việt Nam đang họp bàn về chống tham nhũng. Trang web chính thức của Quốc hội Việt Nam trích lời đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy, tỉnh Hậu Giang đánh giá cao các cơ quan nhà nước cần quyết liệt điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Nhưng đại biểu Thủy cũng chỉ ra rằng số lượng tiền, tài sản thu hồi từ các vụ tham nhũng mới chỉ đạt 43%, khoảng 15.000 tỷ đồng. Nữ đại biểu đề nghị nhà chức trách kiên quyết thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng. Bà Thủy cũng đề xuất một loạt các biện pháp nhằm chống tội tham nhũng hiệu quả hơn. Trong đó, bà nhấn mạnh rằng chính phủ cần sớm triển khai đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tốt, kịp thời các dịch vụ hành chính công, tăng cường công khai minh bạch trong lĩnh vực mua sắm công, đấu thầu liên quan đến nhà nước. Một đại biểu khác, ông Nguyễn Minh Sơn, đại biểu tỉnh Tiền Giang đề nghị phải chú trọng việc thực hiện hiệu quả các quy định về kê khai, giải trình về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, nhất là phạm vi đối tượng phải kê khai công khai. Bản tin cũng cho biết một số đại biểu đề nghị chính phủ Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Ông Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội của Việt Nam cũng nhận xét với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng có một vướng mắc cơ bản là Quốc hội và Đảng Cộng sản cầm quyền không công khai thông tin đầy đủ về mức độ tín nhiệm và tài sản của các quan chức trong chính quyền để người dân giám sát và có ý kiến. Sâu xa hơn, bản chất của vấn đề nằm ở chỗ Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lãnh đạo duy nhất, toàn diện và trực tiếp ở Việt Nam, ông Thuận nói. Vì vậy, người dân không thể tạo ra được một lực lượng chính trị khác để giám sát, phản biện, chống tham nhũng. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ mới, đã bị dân mạng soi thấy sợi dây thắt lưng của ông đeo là nhãn hiệu Hermes, có giá tới 5.000 đô la một chiếc, tức là hơn 100 triệu đồng cho chiếc thắt lưng này, nhưng khi mức lương của ông chỉ hơn 10 triệu đồng một tháng. Ở Việt Nam, lập đảng khác hoặc các hội, các đoàn độc lập là vi phạm pháp luật, bị nhà nước xử lý. Vì vậy, không có hy vọng có ứng cử, bầu cử tự do ở quy mô toàn xã hội. Chỉ mong là trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có ứng cử, bầu cử tự do. Khi đó, các ứng cử, tranh cử sẽ nói lên sự thật về tài sản hoặc các công việc kinh doanh của con, cháu. Nhưng đó là mong muốn, còn chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ông Thuận cũng nói thêm rằng, là người có hơn 50 năm tuổi đảng, ông nhận thấy khi các vấn đề chính trị, xã hội mà nổi lên và tham nhũng trở nên ngày càng nhức nhối, gây bất bình trong nhân dân, sẽ dẫn đến việc đảng phải tự đổi mới để không mất tính chính danh. Việt Nam trong những năm qua đã có những tiến bộ về phòng chống tham nhũng và được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Cũng như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin, Tổ chức Minh Bạch Thế Giới cho biết chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam từ năm 2012 cho đến 2019 đã tăng lên đáng kể. Năm 2012, chỉ số này của Việt Nam đạt 31 trên 100 điểm với xếp hạng 123 trên tổng số 198 quốc gia, vùng lãnh thổ trong bảng xếp hạng toàn cầu. Đến năm 2019, chỉ số tăng lên 37 trên 100 điểm, đưa Việt Nam đứng thứ 96 trên 198. Đây là mức điểm cao nhất mà Tổ chức Minh Bạch Thế Giới đánh giá về việc Việt Nam là năm có mức tăng điểm cao nhất từ trước đến nay. Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam cũng đã đưa thông tin tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nêu bật tình trạng tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam trong báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tham nhũng vào năm 2020. Vẫn còn tình trạng tham nhũng ngay trong chính cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp, cơ quan có chức năng chống tham nhũng
làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đài VTV của nhà nước đã đưa tin như vậy. Theo báo cáo thẩm tra của công tác thanh tra kiểm tra qua phản ánh của dư luận, cử tri và báo chí cho thấy nhiều trường hợp thực hiện quy tắc ứng xử chưa nghiêm, có biểu hiện nhóm lợi ích, móc ngoặc giữa người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp, tình trạng người có chức vụ, quyền hạn bảo kê, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật vẫn đang diễn ra. Báo cáo cũng cho hay tình trạng cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng sơ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật để nhũng nhiễu, gây phiền hà nhằm lợi ích khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp vẫn xảy ra khá phổ biến. Trong khi đó, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hậu đã đề nghị cần đi sâu vào nguồn gốc của hiện tượng tham nhũng, lãng phí, đó là chủ nghĩa quan liêu. Theo ông Hậu, chủ nghĩa quan liêu sinh ra tệ độc đoán, chuyên quyền, chủ quan, duy ý chí, gia trưởng, phong kiến, xa dân, thói đặc quyền, đặc lợi và lợi ích nhóm. Đó là mảnh đất nung dưỡng, tham nhũng và lãng phí. Xử lý vụ án này, vụ án khác chỉ là phần ngọn của vấn đề. Chừng nào chưa đặt vấn đề chống chủ nghĩa quan liêu thì chúng ta còn vất vả chống tham nhũng. Và phải chăng chúng ta mới dừng ở việc chống tham nhũng vặt ở việc giáo dục, vận động mà chưa có giải pháp hữu hiệu nào hơn về mặt pháp lý, ông Hậu đã nêu lên như vậy. Còn ông Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội cho rằng trong công tác phòng chống tham nhũng có hai giải pháp cần phải làm tốt hơn là kiểm soát kiểm kê tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng. Ông Lý đề nghị cần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, mỗi người cần có một tài khoản ngân hàng và tất cả các giao dịch trên 5 triệu đồng đều phải thực hiện qua ngân hàng. Và không siết cán bộ kê khai tài sản thì không thể chống được tham nhũng. Đây là hình ảnh căn nhà dùng 80 mét khối gỗ của ông Khổng Trung, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Quảng Trị trên khu đất diện tích tới 2.000 mét vuông, được xây dựng theo kiểu nhà giường 3 gian, 2 trái, gồm hệ thống cột mái, mái lập ngói, tường gạch xây cùng hệ thống sân vườn, cây cảnh. Được ông Trung khai báo tất cả gỗ đều hợp pháp từ nguồn tiền tiết kiệm mà ra. Đấu tranh chống tham nhũng còn khó khăn không ít, hạn chế, vẫn còn tình trạng đối tượng phạm tội tham nhũng tẩu tán tài sản, bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra và xử lý. Đó là trình bày của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khi báo cáo Quốc hội về ý kiến cử tri trong công tác chống tham nhũng vào hôm 20 tháng 10 năm 2020. Và thực trạng tham nhũng, theo ông Mẫn, dù công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng được tăng cường, cơ quan chức năng cũng đã xử lý được nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng và phức tạp. Những vụ án này đã gây ra bức xúc lớn trong xã hội. Tuy nhiên, số tài sản tham nhũng thu hồi quá khiêm tốn vì những kẻ phạm tội đã tẩu tán hay bỏ trốn. Ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan đến vấn đề này cho biết ý kiến của mình như sau. Có cơ chế gì chống tham nhũng đã được thực hiện đâu mà hết tham nhũng được. Nhiều lắm, tràn lan, tham nhũng đàng hoàng trên đường phố. Công an đón người ta, kêu có tội rồi phạt. Tiền đưa vào túi chứ đưa vào ngân sách đâu. Còn chuyện tham nhũng bên trong thì đủ thứ tham nhũng, chưa có giải pháp, chưa có chế tài nào để trị tham nhũng đến nơi, đến chốn. Chính Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long hôm 14 tháng 9 năm 2020 khi gửi báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác thi hành án của năm 2020 của Chính phủ cũng cho biết trong số 75.000 tỷ đồng tham nhũng phải thu hồi đã xác định được gần 49.000 tỷ đồng có điều kiện thi hành án nhưng chỉ thu hồi được 11.000 tỷ đồng, chỉ đạt 23%. Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, mặc dù việc thi hành án trong các vụ án hình sự về tham nhũng không nhiều, nhưng số tiền phải thi hành án trong từng vụ việc là rất lớn. Trong khi đó, các bị cáo này không có tài sản hoặc có rất ít tài sản để thi hành án. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc bên phải với cả gia đình có quốc tịch đảo Ship từ năm 2018. Chỉ riêng ông Quốc đã chi tới 60 tỷ đồng là tương đương với 2,5 triệu đô la cho tấm hộ chiếu đảo Ship. Thế nhưng, ông Phan Nguyễn Như Khuê bên trái, trưởng ban tuyên giáo của thành phố Hồ Chí Minh lại xua tay bảo rằng không nên đặt câu hỏi rằng tiền ông Quốc từ đâu mà có. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, hiện là thành viên của nhóm Lập quyền dân khi trả lời Đài Á Châu Tự Do đã nói như sau. Bất cứ một lãnh đạo ở bất cứ một bộ phận ngành nào, bất cứ địa phương nào không chứng minh được tài sản lớn, nhà cao, cửa rộng, biệt phủ, thanh thang vân vân thì người ta có quyền nghi vấn và kiểm tra. Nếu không chứng minh được thì tức là tài sản bất minh, khi đó nhà nước phải tịch thu. Như bây giờ, luật bày của Việt Nam đưa ra Quốc hội nhưng không quyết được, có nghĩa là họ dung dưỡng cho một thái độ bất minh và rút cuộc tiền tham nhũng vẫn nằm trong túi vợ con, bà con, thân thuộc của những người tham nhũng phạm tội. Họ chuyển ra nước ngoài
đánh mất tài sản của nhân dân và nhà nước. Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, tham nhũng ở Việt Nam là một điều ai cũng thấy, nhưng Đảng Cộng sản sẽ vẫn không thể giải quyết được vấn đề này nếu vẫn giữ cung cách đảng lãnh đạo như hiện nay, mà không có tam quyền phân lập, không có tự do ngôn luận, không có phản biện xã hội, và ai công kích phê phán thì coi là chống đối nhà nước, bỏ tù, nên cũng không thể dựa vào dân để đẩy lùi tệ tham nhũng này. Vì sao không công khai tài sản cán bộ, câu hỏi cũng được đặt ra. Khi trả lời Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, nhà hoạt động Trần Bang đã nói như sau. Bởi vì do không minh bạch, để thể chế độc đảng cái gì cũng bí mật, sức khỏe cán bộ cũng bí mật, tài sản cán bộ cũng bí mật, quá trình công tác cũng bí mật, dân chẳng biết để soi. Vì vậy, người ta trượt dài trong bí mật ấy, chỉ khi nào trong đảng đấu đá nhau đưa ra thì dân mới biết người đó có tội. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, kẻ gây ra cơn bão Thủ Thiêm, đã cưỡng chế tới 15.583 căn nhà, công sở, trường học, nhà nguyện, cư xá, công nhân, trại phong, khiến 6 vạn dân đã ly tán khổ đau, uất hận. Họ đã khóc hết cả nước mắt suốt 20 năm qua, vẫn chưa có kết quả gì. Vậy mà ông ta chỉ bị kiểm điểm và cách đi chức vụ, đã nghỉ hưu từ lâu, không còn làm nữa. Thật là khôi hài và đau xót dưới thể chế cộng sản như vậy. Trong khi cần công khai minh bạch tài sản để có thể chứng minh thu hồi khi có phạm pháp tham nhũng, thì vào đầu tháng 6 năm 2020, Bộ Tư pháp đã đưa ra dự thảo quy định số liệu thu hồi tài sản tham nhũng là danh mục tối mật. Theo bộ này giải thích, dự thảo này căn cứ theo quy định tại Điều 14, Điều 7 của Bộ Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018. Trong đó, nội dung về thông tin hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được xác định thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do đã ghi nhận như sau. Tôi thấy về vấn đề kê khai tài sản, cần phải sửa lại những quy định pháp luật. Trước khi một người nào được bổ nhiệm chức vụ có liên quan người có chức vụ và quyền hạn thì phải kê khai tài sản một cách trung thực. Ví dụ tài sản bất minh thì người ta sẽ xử lý người cán bộ công chức đó. Điều này làm dư luận đặt nêu câu hỏi liệu chính quyền có thật lòng muốn chống tham nhũng hay không khi không quyết liệt trong việc bắt cán bộ kê khai tài sản. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A khi trả lời Đài Á Châu Tự Do cũng giải thích thêm như sau. Có quy hoạch kê khai tài sản nhưng họ chỉ giữ với nhau hoặc có thể trong nội bộ lúc họ đánh nhau có thể lôi ra. Thông tin minh bạch có thể không cần phải công khai ở mức đăng trên báo nhưng phải để cho bất kể một công dân nào có quyền tiếp cận thông tin ấy. Và nó phải có quy định rõ ràng là sử dụng thông tin như thế nào. Giáo sư Nguyễn Đình Cống khi trả lời Đài Á Châu Tự Do trước đây cũng cho rằng bản chất của cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam là khó giữ liêm khiết. Vì cơ chế độc quyền, độc đảng, độc trị, cơ chế ấy, theo ông, dễ tạo ra những kẻ tham nhũng, những kẻ hối lộ. Chẳng qua là họ nằm ở phe cánh nào và đã lộ tẩy ra hay chưa mà thôi. Còn theo ông Nguyễn Khắc Mai, khi một nhà nước toàn trị do một đảng cầm quyền, không có ai kiểm soát, thì tất yếu là các cơ quan trực thuộc nhà nước sẽ lũng đoạn. Bởi vì, theo ông, không có đảng đối lập để kiểm tra, kiểm soát được họ, cho nên tình trạng tham nhũng gần như là quy luật và không thể nào giải quyết được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa ngày hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đảng đóng cửa, chống tham nhũng, quan giàu lên, dân nghèo, sơ sát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de